Câu của bác Quang ạ. Mời bác Quang trình bày. Bệnh nhân nữ Em 96 xin tuổi phép ạ. chào các thầy và các quý đồng nghiệp. Em xin phép được báo cáo bệnh nhân. Bệnh nhân nữ 96 tuổi, địa chỉ Quang Bình, Hà Giang, vào viện lúc ngày 4 tháng 6 2021. Lý do viện là khối vùng cổ bên phải. Tiền sử thì bản thân là phát hiện bướu cổ 20 năm mà chưa can thiệp gì. Tiền sử gia đình thì là bệnh khỏe mạnh. Bệnh sử thì bệnh nhân phát hiện bướu cổ 20 năm, khối ngày một to, không đau nhức và chưa điều trị và can thiệp gì. 3 năm gần đây thì khối to nhanh lên, không đau nhức. Đợt này thì khối to nhiều, căng tức, nuốt vướng và khó thở nhẹ. Không nằm nghiêng được bên trái vì khối đè vào vùng cổ. Chưa điều trị gì vào viện. Tình trạng lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, thể trạng gầy yếu, PS là 1, da niêm mạc kém hồng, không khó thở, nuốt được, không khàn tiếng. Các chỉ số sinh tồn ổn định, tim nhịp đều, T122 rõ, phổi thông khí được, không gian bụng mềm, gan lách, không sờ thấy. Khám tại khối u vùng thùy phải tuyến giáp, kích thước 20 x 20, căng bóng, di động hạn chế, mật độ mềm, màu tím sẫm. Khám hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng gầy yếu, da niêm mạc kém hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, hạch ngoại vi không sở thấy. Khối thùy phải tuyến giáp, kích thước 20 x 20, mật độ mềm, di động hạn chế, màu tím sẫm, ấn không đau ạ. Cái hình em đã gửi trên slide ạ. Các cận lâm sàng em đã gửi trên slide. Chẩn đoán của bọn em là khối u thùy phải tuyến giáp xâm lấn hạ họng. Em xin phép được hội chẩn với các thầy là chẩn đoán và hướng điều trị cho bệnh nhân. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác Quang. Mời thầy Cương. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ ở các điểm cầu. Đây là một bệnh nhân nữ 96 tuổi, nhưng mà qua cái hình vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là bệnh nhân đeo một cái khối rất là lớn ở cổ. Thế thì trên phim chụp CT thì khối này đặt ra là nó xuất phát từ đâu thì trước đây cũng đã biết rồi là nó là u tuyến giáp rồi. Ở đây trên cái phim chụp cắt lớp vùng cổ ở cái thì trước tiêm thuốc cản quang, chúng ta có thể thấy là cái hình thái của cái tuyến giáp nó tăng tỷ trọng tự nhiên, vẫn thấy rõ. Tuy nhiên là qua cái hình ảnh này cũng thấy rằng là cái tuyến giáp hai thùy đều khá to, cho đó thì cái khối lồi ra ngoài ở thùy phải đây nó có vôi hóa, có cái tổn thương vôi bên trong, nhưng mà những cái vôi này là cái vôi lớn, vôi mà thô, cho nên là thường là nó không không phải vôi của cái ác tính. Vôi ác tính là những các cái vôi những chấm nhỏ, gọi là người ta gọi là vi vôi hóa. Đây là một cái khối vôi rất là lớn. Và khối này ở cái thì sau tiêm thuốc thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái nguồn gốc của cái khối này. Chúng ta thấy cái tuyến giáp nó ngấm thuốc rực rỡ như này, và liên tiếp với cả cái thùy phải của tuyến giáp thì là một khối rất là lớn, chúng ta như là chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài ngoài da đấy. Đấy. Thì với một cái khối mà u của thùy phải tuyến giáp như thế này, ngoài ra thì thùy trái cũng có một vài cái nốt khác, eo tuyến cũng có một vài cái khối khác, và cái tính chất của những cái nốt và những cái khối này giống hệt cái khối lớn khổng lồ kia. Và như vậy thì có thể thấy ra đây là một cái đa nhân của tuyến giáp, và trong đó cái bên phải nó phát triển to tạo thành một khối rất là lớn khổng lồ. Những cái gì mà mình nhìn thấy được ở ngoài da chỉ là một phần của khối này mà thôi. Để cho giúp cho các bác sĩ phẫu thuật quyết định cái chiến lược điều trị của cái bệnh nhân này thì chúng ta xem nó xâm lấn đến đâu. Ở phía phía trong của khối thì nó đã xâm lấn, nó đẩy lệch khí quản sang một bên, và nó đi ra phía sau của khí quản đấy, phát triển quá đường giữa để lồi sang bên đối diện. Ở phía dưới của khối thì nó đã xâm lấn, nó lan xuống đến tận vùng góc hàm với cả cái cơ cắn và cái túi nước bọt mang tai. Ở phía ngoài của khối thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái động mạch
cảnh bị đẩy ra sau nhưng mà cũng có vẻ chưa xâm lấn lắm, cùng với cả tĩnh mạch cảnh. Tĩnh mạch cảnh thì cũng còn họ còn thấy bắt thuốc cản quang như thế này thì cũng không không phải là đã xâm lấn vào tĩnh mạch cảnh, chưa có tắc và chưa có huyết khối của tĩnh mạch cảnh. Như vậy thì cái khối nó đã xâm lấn tóm lại là qua đường giữa và lệch ra sau của khí quản và lồi ra phía sau và sang bên đối diện để qua đường giữa. Tiếp theo là cái cấp máu của khối. Cấp máu của khối thì rất là giàu mạch. Giàu mạch và có hai nguồn cấp máu chính mà chúng tôi nhìn thấy được ở trên cái phim chụp này. Một là từ cái động mạch giáp trên. Từ giáp trên đi thẳng vào khối và động mạch này từ động mạch cảnh ngoài. Một động mạch giáp dưới đi từ cái thân giáp cổ của động mạch dưới đòn, lần theo các cái lát thì cũng thấy được đây là cái động mạch giáp dưới, nó đi lên trên đây và nó chẽ ra các cái nhánh để đi thẳng vào khối. Và khối này rất là giàu mạch như này. Thì đây là một số các cái lưu ý để cho các bác sĩ phẫu thuật. Ngoài ra thì cái động mạch thân giáp cổ bên đối diện nó cũng có nhánh, nó bò vọc phía sau của khí quản để nó đi sang, nó nuôi cái khối u thủy phải của bên đối diện. Đấy thì đây là một số các cái cấp máu. Còn những cái mạch mà chúng ta nhìn thấy sáng rực rỡ đây là cái thì tĩnh mạch rồi, và tĩnh mạch nó đi theo tĩnh mạch cảnh ngoài đối với tĩnh mạch dưới đòn thì là nằm ngay dưới da. Đấy, như vậy thì để tóm lại thì đây là một khối u của khổng lồ của thủy phải tuyến giáp trên nền một cái tuyến giáp đa nhân cả hai bên và eo tuyến giáp, và mức độ xâm lấn của nó thì như thế. Và cái nguồn cấp máu từ động mạch rất là giàu mạch, từ ba cái nguồn: động mạch giáp trên, giáp dưới bên phải và động mạch giáp dưới bên trái cũng bỏ sang nuôi cái khối u. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Xin mời ý kiến của thầy Hậu. Bệnh nhân thì phát hiện cách đây 20 năm rồi, vâng. Nhưng mà 3 năm nay thì mới to nhanh. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Trước khi thì tôi phân tích cái hướng điều trị và cái chẩn đoán bệnh nhân này thì tôi muốn hỏi các bạn một chút. Các bạn đưa một cái chỉ số xét nghiệm đây, chắc là tí cô Nga thầy nào cô cũng sẽ hỏi các bạn với cái chỉ số FT3, FT4 này, TSH này, xong các bạn lấy 2.43 gạch chéo nhỏ hơn 0.03. Thì cái chỉ số nào là cái chỉ số của FT3, chỉ số nào là FT4 hay chỉ số là F của TSH thì các bạn có thể nói rõ hơn được không? Em thưa thầy là cái FT3 là 2.43, còn FT4 là dưới 0.03, còn cái TSH thì hiện tại bệnh viện em hóa chất đã hết, em chưa làm được ạ. Tôi sợ cái TSH thì nó mới chính là cái không nhỏ hơn 0.03 các bạn ạ. Các bạn xem lại nhé. Cho nên FT3 mà 2.43 thì FT4 nó không thể nào mà nó rất thấp như thế này được. Mà nó lại phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng như thầy Cương phân tích, nó rất là giàu mạch như này thì mình chưa loại trừ một cái bệnh cảnh, một cái u tuyến giáp loại kèm theo một cái bệnh cường giáp nữa. Thì cái đấy chắc là chúng ta sẽ phải phân tích cái này vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chiến lược điều trị của chúng ta. Cái thứ hai nữa về phân tích cái trường hợp u tuyến giáp này thì bản thân cái này đã có 20 năm rồi và bây giờ nó to nhanh thế này thì mình cũng chẩn đoán một cái đa u hai rì tuyến giáp và có một cái u rất là khổng lồ ở bên phải như các bạn chẩn đoán là hoàn toàn chính xác. Cái thứ hai về mặt ác tính hay lành tính thì hiện tại thì như chúng tôi nghĩ thì có thể nó là một cái trường hợp u tuyến giáp lành tính thôi. Đấy, nhưng tuy nhiên những trường hợp khối to này thì mình chưa loại trừ, trong cái phần lành tính này nó sẽ có một vài ổ nào đó nó thoái triển, nó biến đổi thành tế bào ung thư, thì cái đấy thì mình chưa thể phân tích ngay được. Nhưng hiện tại mình nghĩ đến thì nó là một cái u tuyến giáp lành tính. Cái thứ ba đó, về cái hướng điều trị cái này thì thông thường những trường hợp trẻ tuổi thì bệnh nhân này có chỉ định mổ là tuyệt đối. Nhưng tuy nhiên bệnh nhân này là 96 tuổi thì không biết là thể trạng bệnh nhân như thế nào, có đi lại được không, có quá là suy kiệt hay không. Nếu mà thể trạng bệnh nhân vẫn còn cho phép được một cuộc phẫu thuật mà cái tiên lượng bệnh nhân sống nó vẫn còn khá tốt thì chúng ta vẫn nên cân nhắc phẫu thuật cho bệnh nhân. Vì ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội như bản thân chúng tôi phẫu thuật một bệnh nhân cũng trường hợp tương tự như thế này. Bệnh nhân có một cái khối u 20cm như thế này và bệnh nhân 86 tuổi. Chúng tôi phẫu thuật xong thì bây giờ bệnh nhân vẫn sống tốt, kéo dài được thêm vài năm nữa. Thì cái này mình phải đặt cái vấn đề hết sức là dè dặt cái chuyện mổ hay là không mổ. Vì trên bệnh nhân 96 tuổi này không biết là bệnh nhân có thể sống thêm được bao nhiêu lâu nữa mà mình mổ. Cái thứ hai nữa, mổ bệnh nhân này thì cũng sẽ khó khăn hơn.
Thì như thầy Cương phân tích, nó mặt sau của khối u nó lan ra cái khe khí thực quản và nó có thể nó dính cả vào thực quản và trước cột sống. Một phần nữa là cái phần thành bên phải của họng, như là thầy Cương vừa cũng đã chỉ, cái u này nó chèn ép và không biết là nó đã có xâm lấn vào hay không. Đấy, cho nên là sẽ là rất khó khăn trong cái phẫu thuật. Như như hình ảnh trên phim thì khả năng là nó dính cả vào cái thành bên phải của hậu họng. Cho nên cái vấn đề phẫu thuật bệnh nhân này chúng ta phải đặt ra rất là dè dặt. Báo cáo hết ạ. Vâng, thế triệu chứng của bệnh nhân bây giờ là bắt đầu có dấu hiệu khó thở nhẹ, thì đấy có phải là một trong những cái để chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật được không ạ? Báo cáo thầy thì những khó thở là một cái triệu chứng mà chúng ta có chỉ định phẫu thuật trên những cái bệnh nhân mà do u tuyến giáp lành tính, chèn vào cái đường thở. Tuy nhiên cái mức độ phẫu thuật thì nó lại phụ thuộc vào cái tình trạng bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân này 96 tuổi, thể trạng rất là suy kiệt, yếu, không thể can thiệp phẫu thuật được, một bệnh nhân khó thở mức độ vừa trở lên thì chúng ta sẽ cân nhắc là nếu mà còn cái đất để chúng ta mở khí quản thì chúng ta chỉ đặt một cái ống mở khí quản đơn thuần thôi, chúng ta cũng không can thiệp gì vào khối u. Còn trong trường hợp 96 tuổi bệnh nhân dân tộc mà vẫn đi lại phăm phăm, vẫn khỏe thì chúng ta lúc đấy mới tính đến cái chuyện là phẫu thuật để giải quyết cái khối u, để tránh cái trường hợp chèn vào cái đường thở của bệnh nhân. Vâng. Ngoài phẫu thuật ra còn có biện pháp gì để can thiệp? Thí dụ như là can thiệp ngoài... những trường hợp mà u nhỏ, cho nó nhỏ, những trường hợp u nhỏ mà nằm sát đường thở thì mà nhất là bệnh nhân cao tuổi thì như các thầy bên trường anh ảnh sẽ có một cái phương pháp đốt sóng cao tần để làm giảm kích thước của u, đi giảm được cái triệu chứng chèn ép. Nhưng tuy nhiên những trường hợp u to như thế này thì chắc là khả năng đốt sóng cao tần cũng rất khó khăn, và khả năng cũng sẽ không đặt ra những trường hợp này. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Xin mời ý kiến của cô Ngạ. Chào các bạn. Các bạn cũng đưa ra một cái ca mà cô nghĩ là nó cũng khá là hay. Thế thì trong trường hợp này thì về mặt hình ảnh thì như bác sĩ Cương cũng đã phân tích rồi. Tuy nhiên thì khối u to quá và ở trên một số các cái phần mà lát cắt mà bác sĩ Cương đưa ra ấy, thì cô vẫn cảm nhận như là nó không có những phần nó tách rời hẳn với phần tuyến giáp. Không biết là khi mà bệnh nhân nuốt thì cái khối nó có di động, bây giờ khối nó to quá rồi nó rất là khó phân biệt. Còn trong trường hợp khối nhỏ ấy, thì các bạn nếu như trên siêu âm và trên lâm sàng, nếu cái khối đấy nó không di động dưới tay, các bạn sờ nắn hoặc là khi bạn làm siêu âm mà không thấy khối di động thì có thể cái khối đấy không thuộc tuyến giáp. Cái này thì chắc là siêu âm trực tiếp thì sẽ thấy kỹ hơn. Về phần như là thực ra thì đối với cái khối này thuộc tuyến giáp hay không thuộc tuyến giáp thì cái khối to quá này mà ảnh hưởng tới đường thở thì vẫn nên phẫu thuật. Mình không phải là phẫu thuật một cách triệt để, có thể mình phẫu thuật làm rất nhiều, thì đối với bệnh nhân 96 tuổi mình chỉ phẫu thuật làm giảm cái chèn ép, mình cái khối nó lồi hẳn ra phía ngoài, thế mình có thể phẫu thuật chứ mình không cần lấy hết tất cả các ngóc ngách. Thì cái phần này tôi nghĩ, và cái thể trạng thì tôi nghĩ là cũng tương đối, bởi vì bệnh nhân 96 tuổi mà 47 cân là cũng được ấy chứ. Mà bệnh nhân cái triệu chứng cường giáp trên lâm sàng thì tôi thấy không rõ, bởi vì mạch thì các bạn không biết là các bạn khám có chính xác hay không, vì mạch có mỗi 80 lần một phút huyết áp thì cũng ổn. Thế còn lại thì tê sát thì không biết là các bạn không làm được hay là các bạn nhầm kít. Nhưng mà đối với người mà 96 tuổi mà có cường giáp thì triệu chứng tim mạch sẽ là cái triệu chứng nổi bật nhất. Bệnh nhân có thể có các cái cơn nhịp tim nhanh hoặc thậm chí suy tim mà chưa có các dấu hiệu cường giáp khác trên lâm sàng. Do vậy mà cũng có thể đây là cái trường hợp mà không biết là FT3, FT4 các bạn lấy theo đơn vị gì, vì nó rất khác với đơn vị ở phía bệnh viện của chúng tôi. Nhưng về mặt lâm sàng, các bạn phải xem, các bạn phải nghe tim xem có loạn nhịp hay không. Bởi vì có thể loạn nhịp mà nhịp tim rất nhanh, mà những cái nhịp mà các bạn bắt được ở trên mạch ấy thì nó chỉ là bằng 1/2 so với cái, hoặc là 2/3 so với cái nhịp tim thôi. Cho nên các bạn phải báo cáo là nhịp tim hoặc là điện tim thì nó sẽ chính xác hơn. Chứ còn nếu mà mạch thì các bạn phải khám rất là kỹ các cái triệu chứng cường giáp ở trên lâm sàng. Còn về mặt điều trị thì nếu như mà hormone tuyến giáp bình thường thì vấn đề đặt ra không ở đây thì không, các bạn không được đốt sóng cao tần đâu. Với những các cái khối mà quá to như này thì không có chỉ định đốt sóng cao tần, vì nguy cơ chảy máu rất là lớn và bệnh nhân có thể là tử vong. Do vậy mà phẫu thuật tôi nghĩ đây là, nếu bệnh nhân có triệu chứng chèn ép thì cái phẫu thuật các bạn không phải làm một thì để lấy hết, mà bạn có thể làm để giảm bớt chèn ép cho bệnh nhân là cái phương pháp tối ưu nhất. Xin hết ạ. Vâng.
Thế còn về mặt điều trị nội tiết thì cô có ý kiến không ạ? Nếu mà bình giáp thì không phải dùng thuốc gì, bởi vì nó không có hiệu quả gì, nhất là người già. Mà bình giáp đối với sử dụng hormone có thể làm giảm khối u một chút, nhưng với những khối u nhỏ. Tuy nhiên thì với cái người già như này thì cái việc sử dụng hormone có thể gây ra cái cường giáp và nguy hiểm tới tim mạch của bệnh nhân. Do vậy không có chỉ định điều trị bằng nội khoa trong trường hợp này. Chỉ sau khi phẫu thuật, mà nếu hormone mà thiếu thì lúc đấy mình mới bù hormone thôi. Và như vậy ưu thế của phẫu thuật vẫn đang hơn đúng không ạ? Mới ý kiến của tiến sĩ Hằng, cô có ý kiến gì về cái kết quả nội soi của bệnh nhân không? Đặc biệt là ở đây soi sâu thì lại có cái phình vị, lại có khối lồi đấy. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Thứ nhất là nếu mà theo cái kết quả nội soi mà gửi ở trên hệ thống máy thì tôi hoàn toàn không thấy hình ảnh của phình vị ở trên hình ảnh nội soi mà các bạn gửi. Chính vì thế mà đấy là hình ảnh của cái đè đẩy vào thực quản. Chính vì thế nên tôi cũng có yêu cầu là các bạn gửi lại cho tôi cái kết quả nội soi. Thì trong cái kết quả nội soi của các bạn ý, thì có một cái ảnh khác. Là ảnh nhìn thấy cái khối u dưới niêm mạc phình vị khá là rõ và đúng là cái khối rất là to, khoảng độ tầm 4 cm. Thế thì với những cái khối u dưới niêm mạc mà ở vị trí phình vị như vậy thì nó có thể hay gặp một đấy là u cơ thì lành tính. Cái thứ hai nữa là sợ nhất là u GIS, nhưng mà hiện tại thì u GIS thì theo như cái kết quả nội soi mà các bạn mô tả thì cái khối nó lại không chắc mà nó lại mềm và nó di động. Và ở trên bề mặt thì nhìn ở trên cái ảnh nội soi ý, thì thấy là cái bề mặt hoàn toàn không có loét gì cả. Ngoài ra thì cũng có thể gặp một số những cái u khác, ví dụ như là u mỡ. Thế thì với bà cụ 96 tuổi như thế này thì nếu mà đối với u dưới niêm mạc đường tiêu hóa ý, thì có thể có hai cách để thăm dò, nhất là đối với những cái khối lớn. Thì một là tiến hành siêu âm nội soi, hai là tiến hành chụp CT. Thì vì bà cụ lớn tuổi mà hiện tại thì đang phải ưu tiên điều trị cho u tuyến giáp trước, nên là tôi nghĩ là đối với Bắc Quang thì sẽ nên lựa chọn cái việc chụp CT. Cái việc chụp CT này thì một là để đánh giá xem khối có cái tính chất lành tính không, xuất phát từ lớp nào, và cái thứ hai quan trọng hơn là để xem ở bên cạnh có hạch hay có cái gì nghi ngờ không. Thì hy vọng là đây không phải là một khối u GIS. Hiện tại nếu mà như mô tả của các bạn thì cũng không giống với GIS, thì có thể nó là u cơ hoặc là u mỡ. Vâng, cảm ơn cô Hoàng. Như vậy bệnh nhân này thì có lẽ là tôi đề nghị là phải chuyển lên bệnh viện tỉnh Hà Giang, ít nhất là chúng ta sẽ đánh giá cái bi lăng xem là có thể phẫu thuật được hay không. Đấy, trước hết là có thể phẫu thuật được hay không, và sau khi bệnh viện tỉnh Hà Giang đánh giá xong thì có thể hội chẩn lại để chúng ta có cái hướng cho bệnh nhân này. Bác Quang có câu hỏi gì không ạ? Dạ, mà em không ạ. Em xin cảm ơn các thầy ạ. Vâng. Bệnh viện tỉnh Hà Giang có ý kiến gì không ạ? Về trường hợp này ạ. Rồi, trường hợp này thì hôm nay có cả bên khoa ung bướu của chúng em sẽ, nếu như bệnh viện Bắc Quang mà có thể chuyển lên, chúng em sẽ đánh giá lại bi lăng, sau đó chúng em sẽ xin hội chẩn lại và sẽ có hướng xử lý cụ thể thêm ạ. Vâng, cảm ơn bệnh viện tỉnh Hà Giang. Và xin được chuyển sang